Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita, Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp. Nếu vì có những câu hỏi liên quan về vấn đề bệnh lý, xin gọi cho chúng tôi ngay theo số điện thoại của Leader Sài Gòn TV là 714-893-3264. Phạm Khanh xin chào bác sĩ Morita, chào Lưu Mỹ Linh. Chào Phạm Khanh, chào Lưu Mỹ Linh, kính chào quý vị. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì phần chốt chương trình, chúng tôi sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị. Bác sĩ Morita sẽ có mặt ở đây. Và tất cả những câu hỏi của quý vị liên quan đến bệnh lý hay là cách sử dụng thuốc, xin quý vị hãy gọi vào con số điện thoại đang hiện ở trên màn hình để bác sĩ Morita có dịp để trả lời những thắc mắc của quý vị. Thưa bác sĩ, thưa anh Phạm Khanh, mình trong tháng này sẽ là ngày lễ Father's Day. Father's Day nói cho cùng thì người ta không có chú trọng đến Father's Day nhiều như là Mother's Day phải không ạ? Đương nhiên là công ty vẫn có những cái món quà để tặng cho các quý ông. Nói vậy thì nghe cũng hơi buồn, tại vì không có phe, không có phe, phải không? Thương mẹ không, mà không có thương cha cũng cực khổ lắm. Nhưng mà có cái như thế này thì mình thấy cũng là sẽ thường thôi, là thường thường người cha đó, cái sự gần gũi nó không có bằng so với người mẹ. Con cái là thường thường thích gần gũi, sự dịu dàng, thoải mái của người mẹ hơn là với người cha. Người cha thường thường mới sẽ thấy là nghiêm khắc, phải không ạ? Ra sự nghiêm khắc nó nhiều khi nó cũng là một cái tạo khoảng cách cho đứa con. Nhưng mà nói thì thương con thì là cha mẹ thì là như nhau hết cả. Bởi vì miền Nam mình cũng nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn, cho nên cũng lớn lao lắm. Nhưng mà Thầm Khanh biết gì không? Cái người cha thường thường thì không ở gần mẹ là tại lý do sáng sớm mới đi làm kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Đúng rồi. Chiều mới về thì người con nó gần người mẹ nhiều hơn. Nên lúc nào con cũng thương mẹ, với lại mẹ bảo bọc cho con nhiều hơn. Ví dụ như bị đánh đòn đi, hỏi ai đánh con nhiều hơn? Người cha. Bởi vậy nên người ta hay nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, phải không ạ? Tức là mẹ nuông chiều con này. Trong đạo Phật thì không anh thấy đó là mình cũng nghe các thầy giảng thôi, mà có nói hỏi là có một số những chúng tôi sẽ có vị khách gọi vô, xin lỗi vì ưu tiên trả lời vị khách trên đường live chứ. Hello, chúng tôi xin nghe đây ạ. Dạ, kính chào bác sĩ và cô Mỹ Linh và anh Phạm Khanh. Dạ, tôi chào bà. Bà có câu hỏi chứ? Bác sĩ cho tôi xin hỏi một câu là tôi năm nay 65 tuổi. Dạ. Tôi đi tâm hai bên mắt, mà khi về thì nó lại bị trở ngại một bên là nước mắt nó cứ chảy ra 2 ngày. Sau đó thì nó lại không có chảy nữa, nhưng mà nó cứ tự như là lúc nào nó cũng có nước ở trong mắt, nó khó chịu lắm. Dạ. Mà đêm mà ngủ thì mắt nó dính chặt vào cho tới sáng. Trong khoảng mà từ hôm đó tới giờ là hôm nay là 9 ngày rồi. Thì thưa bác sĩ, như vậy là lý do hiện tại làm sao ạ? Tôi muốn mua thuốc bổ mắt của bác sĩ Hữu Huấn. Bác có lúc nào xăm bác, bác nó có chích thuốc tê không bác? Lúc đó là xăm thì họ bôi thuốc tê. Bôi thuốc tê. Tại vì á, nhiều khi nó bôi thuốc tê là cái tiếng lệ của bác á, nó đóng lại, nó không có mở 100% trở ra lại. Nên bây giờ bác muốn chắc ăn nhất là bác đi bác sĩ, bác chụp hình, bác làm cái CT scan coi cái tuyến lệ của bác á, cái chỗ mà cái nước nó chảy ra chảy vô nó có bị hẹp hay là không. Nếu mà nó 1 tháng sau, 2 tháng sau trở lại bình thường thì không sao. Nhưng là nó bị hẹp, cái tuyến lệ là bác phải mở nó ra đó. Chứ không thôi bác cứ bị chảy nước mắt sống hoài đó. Nhưng nếu mà nó bị trong thời gian bao lâu thì có thể nó khỏi, còn nếu không thì mình phải đi bác sĩ ạ. Dạ, trong vòng 1 tháng đi bác, 1 tháng thì nếu mà bác trở lại bình thường hết thì không có gì chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà trong vòng 1 tháng, 2 tháng mà nó vẫn còn như vậy thì bác đi tới bác sĩ, đi tới người ta làm CT scan, chụp hình coi cái tuyến lệ của bác nó có nở, nó có mở rộng bình thường hay là nó hẹp hơn bên kia. Thì người ta biết vậy để người ta nông nó ra để mà cho bác đừng có bị cái tiếng lệ, đừng có bị đóng lại, nó đóng lại là bác bị chảy nước mắt sống. Oh,
Dạ. Dạ, vậy, vậy bây giờ nếu mà thí dụ bị như vậy thì tôi đến bác sĩ có được không ạ? Dạ bác, tôi đâu đâu được, bác phải tới chỗ bác sĩ văn phòng nào mà có làm cái CT scan đó. Ờ, dạ. À, tức là không không phải đến bác sĩ Modida mà đến văn phòng bác sĩ về mắt. Dạ thưa đúng, bác có lại là dạ. Một bác sĩ giới thiệu dạ. Bác sĩ tới bác sĩ Phùng dạ. Gia Thanh. Thí dụ vậy bác sĩ Phùng Gia Thanh thì người ta chụp hình cho bác. Nhưng mà phải đợi trong vòng một tháng nha bác nha. Sau khi dạ, đó dạ. Coi nó dạ. Có bình thường, nó stabilize bình thường, bác không sao hết. Mà nếu mà vẫn còn tiếp tục 2-3 tháng sau vẫn vậy thì bác nên đi. Rồi, dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, cảm ơn cô dạ, cảm ơn Linh cô. Và anh Phạm Khanh. Dạ, dạ, chúc bác sức khỏe ạ. À. Dạ, dạ. Thưa, cảm ơn bác. Dạ, dạ, dạ. Bye, bye bác sĩ ạ. Dạ. Dạ. Thưa bác sĩ, trong trường hợp mà cái tuyến lệ của mình nó bị nghẹt như vậy là nó có nhiều những yếu tố khác khiến cho tuyến lệ của mình nó bị nghẹt không ạ? Có cơ, nó là mình lớn tuổi rồi cái nó bị cái nó kêu bằng cái elastic, cái sự đàn hồi không có đó. Yeah. Rồi người ta sẽ bị một cái bệnh gì có biết không? Glaucoma. Glaucoma là con thấy cái áp suất nước ở trong mắt mình đó, nó tăng lên mà nó không có cái chỗ để cho nó rút rỡ xuống, rỡ vô. Nên thường thường bác sĩ thấy mà cái tuyến lệ mình nó cứ chảy ra ngoài bị cataract, bác sĩ sẽ làm cái angle, bắn cái angle cho nó rộng ra. Để cho cái tuyến lệ mình nó chảy ngược ra rồi thì nó không có bị. Dạ. Chứ cái đó là một trong những cái mà có thể là bị cái bệnh cách glaucoma trong tương lai. Dạ vâng. À, vâng, cảm ơn bác sĩ. Dạ, thưa chúng tôi xin mời vị thính giả đang chờ trên đường dây ạ. Hello. 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 Hello, dạ. Dạ, xin mời cô đặt câu hỏi ạ. Dạ, tôi đang nghe đây ạ. Dạ. Thưa bác sĩ, bây giờ là chất microalbumin á. Sao nó tăng lên quá thì uống thuốc gì là hết rồi. Bác nói không nghe. Cái chất gì thưa cả? Cái chất gì? Microalbumin. À, bác chích lâu mau chưa bác? Bác chích lâu chưa vậy? Không, bác thử máu đó, thử tháng 6. À, à, 199. Dạ. Mà tháng 11 thì nên lên 499. Bây giờ trong cái... Nước tiểu đó, nước tiểu đó. Vậy là trong máu của bác nó có vấn đề rồi đó. Bác, bây giờ vậy, bác sẽ... Tôi cho số điện thoại riêng cho bác nha. Rồi bác sẽ sau khi mà thoát sâu xong rồi đó, bác gọi cho tôi rồi bác đọc, rồi tôi sẽ cắt nghĩa cho bác cái số tỷ số là bao nhiêu là đúng, bao nhiêu là cao, bao nhiêu là thấp. Cái số điện thoại của tôi là 818-634-1706. Dạ, 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 dạ. Dạ, bác có chưa? Chút xíu. Có thể cầm cái giấy từ máu đi. Dạ, bác, bác lấy viết đi. À, probin là cái chất trong cái gan của mình nó tiết ra. Có thể làm cho men gan nó cao hơn. Để phải, mình phải đọc cho đọc rõ. Dạ, mình chỉ đọc số điện thoại đó. Dạ. 818 ạ. 818. 634. Dạ. 634. 634. 1706. 1706. Có đọc nào này. 818. 1706. No, đọc lại từ đầu này thưa cô, đọc lại từ đầu ha. Là 818 634. Đọc lại từ đầu đây này. Nói rồi để bên này nói rồi bác nghe thôi. 818 818 634 634 rồi. 1706. 1706. Bác gọi lại cho bác sĩ Morita sau cái chương trình talk show này nhé. Dạ, cảm ơn cô. Mà như, nếu mà bác xài cái điện thoại nhà đó, bác phải bấm lên số 1 nha. Còn nếu điện thoại cầm tay thì bác phải bấm số 1. Xe phone thì bác phải bấm số 1. Xe phone thì gọi điện. Dạ, dạ. Dạ. Dạ vâng, dạ ok. Dạ, cảm ơn cô, dạ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, rồi bác đọc rồi tôi sẽ giải thích cho. Dạ, hẹn gặp lại bác sau. Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello, dạ xin mời lên tiếng ạ. Ờ. Chị. Hello, dạ thưa chị. Tôi muốn hỏi về cái mắt á. À, chị ơi, chị tắt cái máy, tắt cái volume của TV được không? Chị dặn. Hello. Dạ, làm ơn tắt cái tiếng của cái TV và nói chuyện với chúng tôi bằng điện thoại, chúng tôi dễ nghe hơn ạ. Cô làm ơn cô đứng xa TV ra. Hello. Dạ, làm ơn cô đứng xa TV ra. Rồi chúng tôi nghe rõ rồi, xin mời cô đặt câu hỏi ạ.
bệnh tiểu đường nè, đường sông nè, mỡ máu nè. Mà cái mắt của tôi đó nó cứ hai cái mắt cứ bị mỏi, xong rồi lâu lâu nó cứ chảy nước mắt sống không à, thì như vậy nè thì làm sao? Bác phải năm nay chị nhiêu tuổi chị? Dạ 71 à. Bây giờ chị trở lại bác sĩ về mắt á. Chị bác sĩ về MD á, về ophthalmologist á, chị bác sĩ về mắt á. Để chụp hình cho chị thử coi chị cái tiếng lệ chị có như thế nào mà chị bị mỏi mắt hoài vậy. Dạ, nó cứ mỏi mắt đó. Ví dụ như là mình ngủ dậy rồi cho một lúc nó tỉnh tỉnh, xong đến hồi cái hai cái trên mu mắt thì nó cứ mỏi. Cái mỏi nó muốn đi nhắm mắt luôn. Tại cái lúc chị ngủ đó chị biết không, chị thiếu cái oxygen ở trong mắt chị đó. Bây giờ chị trở lại bác sĩ mắt đi. Thì thường thường chị bị tiểu đường á, thì nó làm cho mắt chị bị yếu mà chị không chữa đó. Nhiều khi chị vẫn uống thuốc tiểu đường hàng ngày. Tiểu đường đúng rồi, nhưng mà chị phải đi bác sĩ về mắt một năm ít nhất là hai lần. Nhiều khi chị bây giờ thì chứ bác sĩ không có thuốc gì uống để cho nó dạ tôi có thuốc bổ mắt chị cái số 31, nhưng mà tôi muốn biết là chị đi bác sĩ tìm cái gốc của cái bệnh của chị đó. Nhiều khi chị bị bác sĩ nào à? Nãy tôi nói chị đi bác sĩ về mắt, bác sĩ gia đình của chị sẽ giới thiệu cho chị đi bác sĩ mắt, mà không phải bác sĩ đi OD như chị nha. Optometry là không phải, chị đi bác sĩ MD, nhưng mà bác sĩ về mổ mắt á. Thì người ta mới coi mắt của chị được, rồi người ta sẽ cho chị biết là chị bị cataract, glaucoma hoặc là yếu cái gì đó, thì bác sĩ sẽ giúp cho chị, hoặc là cái optic nerve nó bị yếu làm cho chị bị mỏi mắt. Nếu mà chị để trong tôi thường bị mỏi mắt đó. Dạ chứ cứ cả ví dụ như ngày nào vậy đó, cứ rỉ tí nước mắt sống à. Dạ nếu mà chị để trong dạ, chị để trong tương lai chị có thể chị bị mù mắt á chị. Nên chị nhớ đi cho tôi bác sĩ, chị nói bác sĩ gia đình đó, giới thiệu bác sĩ về mắt. Mà bác sĩ MD như chị nha. MD bác sĩ về ophthalmologist, chứ không phải là bác sĩ DO. Không phải bác sĩ OD. OD là optometry, là nó chỉ đo mắt kiến chị, rồi nó cho chị mắt kiến đo này cho đúng đó thôi. Chứ chị phải đi bác sĩ MD. Dạ. Tôi muốn hỏi thăm để coi có không mua được cái thuốc gì bác sĩ. Dạ có chị. Tôi đã khỏi mỏi mắt. Dạ công ty tôi có thuốc có tên là bổ mắt số 31. Dạ. Trong tết trong cái thời gian mà chị đợi đi bác sĩ đó, chị có thể chị mua cái thuốc này chị uống thử đi trước đi. Thuốc 31 hả? Dạ số 31 chị. Bác sĩ bán thuốc ở đâu vậy? Chị ở vùng nào chị? Tôi ở đường Chắc Men. Vậy thì chị lại cái chỗ Hùng Express nó gần cho chị đi. Hùng Express cũng có nè, rồi dạng hồi xưng hoặc là Minh Phụng hay là tôi có nhiều chỗ lắm. Để mua bạn hồi xuân đi. Dạ cũng có chị. Chị nhớ cái số 31 nha chị nha. 31 à? Dạ. Chịu cho tôi sáng 2 viên, chiều 2 viên đi. Tại chị bị bệnh tiểu đường thì uống 4 viên, còn không bị tiểu đường thì uống 2 viên được rồi. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn bác sĩ nha. Dạ sao không có chị. Tại vì ngồi coi TV nghĩ tới cái mắt của mình hỏi thăm để coi uống rồi để nó bớt hay không. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài và chương trình kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita Lưu Mỹ Linh. Đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn chị Morita. Dạ xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ với những sản phẩm dược thảo của bác sĩ Morita.